Hội đọc sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin chào các chú anh chị. Thì hôm nay thành phố sẽ ngồi đây với anh Tùng và tìm hiểu câu chuyện các chú chị nghe. Thì nãy giờ nghe ba ca rồi, mấy em nhỏ rất nhỏ tuổi bỏ nhà đi mà ba mẹ đi tìm khóc sáng giờ không chị. Đó thì giờ bắt đầu anh Tùng sẽ tìm hiểu câu chuyện đó chị. Anh chị nghe và tìm hiểu và chị giúp giùm cô chú này nha. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình livestream của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì chúng tôi mong rằng mọi thắc mắc xin liên hệ qua số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để những câu chuyện của quý vị truyền tải đến hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như cộng đồng mạng. Thì chúng ta hãy đồng lòng chia sẻ những video clip này, chúng ta có thể là giúp những nạn nhân tìm ra những cái câu chuyện mà các bạn đang đến và có cái sự tin tưởng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Một lần nữa thì chúng tôi lại livestream trực tiếp. Đây là một cái câu chuyện mà cũng là khá nhiều trong những ngày qua và thời gian tới, thì chúng tôi mong rằng là những cái câu chuyện này nó sẽ giảm đi, giảm tải đi để mà cái xã hội của mình nó được bình yên hơn. Về cái thật sự thì trong cuộc sống hạnh phúc của chúng ta ai cũng muốn là có cha có mẹ có con thì nó mới trọn vẹn được cái hạnh phúc. Thì không có ai mà muốn gia đình của mình mà chia tan ra như vậy, thì nó sẽ có những cái chuyện rất là đau lòng. Chỉ có thể là cầm cao cái bức ảnh của mình ha. Kính thưa quý vị, thì trên màn hình livestream của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì chúng ta hãy một lần nữa theo dõi từ cái câu chuyện mà các cháu, những cái tuổi trẻ hiện tại, chúng ta không có thể là quản lý được cái cảm xúc của các cháu, cho nên là có những cái tình huống mà tự ý bỏ nhà đi. Để rồi ngày hôm nay thì liên hệ với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để chúng ta cùng nhau được biết về cái câu chuyện và nguyên nhân như thế nào. Anh chị có thể là chia sẻ họ tên của mình, rồi cháu tên là gì, nguyên nhân như thế nào mà cháu bỏ nhà đi, để có thể là cộng đồng mạng được chia sẻ lan rộng cho mình. Dạ thưa có cô bác, có anh chị của cộng đồng mạng, em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, em đến từ Bình Thạnh. Hôm thứ bảy tuần trước bác có đi học thêm nhưng không đi học thêm vì nhờ mẹ nghe thầy báo, mẹ hỏi mẹ có quánh cháu, mẹ đùa, mẹ hỏi tại sao không đi học, bé nói bé đi lọc được, mẹ nói không nói vậy là có giới với mẹ. Sáng ngày thứ bảy cô giáo dạy môn văn nói với mẹ, mấy ngày trước bé cũng không có đi học, mẹ là bé dù quánh bé hai rồi, thế là mẹ phải đi bán bé ở nhà tự động lấy xe đạp và sách vở mang đi hết. Ở nhà cũng có gia đình đi tìm, nhưng tìm mãi ở mấy tiệm game không gặp cháu. Hôm nay mẹ đến để nhờ anh Hải, đội anh Hải và cộng đồng mạng tìm cháu về giúp gia đình. Mẹ luôn chân thành cảm ơn và biết ơn sâu sắc những người đã giúp gia đình. Thầy mẹ cũng nhiều lúc cũng không có thời gian, cũng có nói chuyện với cháu nhưng không nói được nhiều. Mẹ đến đây để nhờ cộng đồng mạng và mà nhà đội của anh Hải giúp giùm để đem cháu về với gia đình. Mẹ xin cảm ơn và tạ. Chúng ta có thể hiểu rằng những cái giọt nước mắt của người mẹ cũng như là người cha đang ngồi trước màn ảnh livestream đến quý vị và các bạn, thì chúng ta cũng cảm nhận được cái bậc sinh thành đối với cha mẹ của mình nó rất là cao cả. Thì cũng mong rằng là qua cái câu chuyện mà chia sẻ đẫm nước mắt của chị thì cháu hãy nhìn thấy được hiện tại là ba của mình và mẹ của mình là không ăn không ngủ lo lắng cho con, để mà liên hệ với hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà đưa cái hình ảnh của con lên như thế này là thật sự là cái điều không ai mong muốn. Thì anh có thể là chia sẻ về cái cuộc sống của cháu lúc mà chuẩn bị bỏ nhà đi. Dạ, để mẹ chia sẻ luôn đi. Dạ, cháu ở nhà hàng ngày
cháu sáng đi học là ba đưa đi, trưa là ba rước về, ăn cơm xong nghỉ ngơi chút, chiều là mẹ đưa đi, rồi lúc chiều tan trường là ba rước về. Chỉ có ngày đi học thêm ở trường là có ngày ba rước, có ngày mẹ rước. Còn những ngày đi học thêm ở bên chỗ ban chỉ huy quân sự quận 11, phường 11 thì bé đi xe đạp và thầy giáo luôn cho mẹ biết tin là bé đã đến trường chưa và bé đã hôm nay bé có đi học không, là thầy giáo đều cho mẹ biết hết cả. Nhưng bé đi chơi game ở thành phố, nhiều tiệm game lắm, mẹ đi tìm mãi mà không có thấy cháu. Hàng ngày bé không hề quậy phá ai hết, bé chỉ đi học về là ở trong nhà, và chơi thì lâu lâu mẹ cũng có để cho bé chơi điện thoại 1 tiếng hoặc 2 tiếng, chứ không phải là mẹ không cho. Nhưng ở nhà thì mẹ không có để cho bé dùng điện thoại riêng, chỉ một tuần cho chơi 1-2 tiếng. Dạ. À, trước khi cháu bỏ nhà đi thì gia đình mình có nghi ngờ là cháu đeo đuổi một nhóm bạn, hay là đi với một người lạ nào đó, hay là tự ý cháu mà không nghe lời cha mẹ của mình để tự ý bỏ đi? Dạ thì bữa biết mẹ biết bé chơi game thì mẹ hỏi là bé đi chơi game với ai, thì bé nói là bé có đi chơi với một cái anh bạn, mà mẹ hỏi là người đó học cùng trường với con hay là gặp nhau ở chỗ chơi game. Bé trả lời với mẹ là gặp người đó ở chỗ chơi game chứ không phải là ở trong trường của bé học. Dạ. À, quý vị các bạn cũng hiểu, vì cái tuổi trẻ hiện tại thì các cháu luôn có những cái suy nghĩ mà chúng ta không thể kiểm soát được cái cảm xúc. Có đứa thì mới kiếm tiền, có thể là bỏ ý, tự ý bỏ nhà đi để làm có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng mà cái trường hợp của chị chia sẻ thì chúng tôi nghĩ rằng là do cháu buồn vì mình la mắng hoặc là mình đánh. Tuy rằng là cái đó là cái chuyện bình thường, nhưng cháu không hiểu rồi cháu tự ý bỏ đi. Thì chúng ta cũng mong rằng là cái bài viết hôm nay và cái video clip này thì cộng đồng mạng, tất cả chúng ta đều chung tay để mà chia sẻ lan rộng, để mà anh với chị sớm được gặp cháu. Chị có thể là nói rõ là họ tên của cháu là tên gì? Dạ, họ tên của cháu là Đặng Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 23 tháng 9 năm 2009. Và bé hiện tại đang học tại trường Trung học Cơ sở Điện Biên, phường 17, quận Bình Thạnh. Thì mong rằng thì cháu thấy được cái những cái lời nói của cha mẹ của mình đang ngồi trước cái video clip này, thì con hãy mau liên hệ với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, hoặc nhờ ai đó liên hệ về đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913 785858, hoặc là liên hệ với ba mẹ của mình. Nếu mà thật sự con thương ba mẹ của mình thì con hãy sớm liên lạc và xem cái video clip này, con nhớ quay về nhé. Chị có thể là nói đôi điều về lời cảm ơn đến tất cả các cộng đồng mạng và đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì sau cái livestream này thì tất cả cộng đồng mạng chúng ta cùng chung tay để mà chia sẻ cái video clip này, lan rộng ra để mà cháu thấy, để quay về với gia đình của mình. Dạ. Dạ thưa cộng đồng mạng, thưa đội hiệp sĩ của anh Lê Thanh Hải, mẹ đến đây là nhờ tâm sự, là cũng nhờ cộng đồng mạng và mà nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải để giúp cho mẹ tìm bé sớm về nhà. Thì trong cái thời gian mà đăng tải livestream cái thông tin này của cháu, thì cho đến khi cháu về thì gia đình của mình cam kết là chịu trách nhiệm trước cái clip này. Dạ. Là sẽ không phản đối hay là kêu gỡ xuống, đúng không? Dạ. Dạ, nói chung là đây là một cái sự đồng ý của gia đình, thì chúng tôi mới thực hiện cái livestream để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thì mong rằng cái video clip này sẽ có hiệu lực tốt nhất, nhanh nhất để cháu sớm liên lạc về với gia đình của mình. Thì một lần nữa chúng tôi xin căn nhắc quý vị có thắc mắc hãy gọi qua số điện thoại của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để chúng ta để tìm được những nguyên nhân và những cái sự trình báo được tốt nhất, nhanh nhất, như cái câu chuyện mà anh chị đã chia sẻ. Thì một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị và
cầu mong cháu nhìn thấy cái video clip này mau sớm quay về với gia đình của mình. Một lần nữa xin chúc anh chị nhiều sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn.